Tiếp tục chương trình ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi giá cả một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Giá cà phê trong nước vừa đồng loạt giảm 400 đến 500 đồng một ký. Ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, giá ở mức 32.100 đồng một ký, tại tỉnh Lâm Đồng là 31.800 đồng, tại Đắk Lắk là 32.400 đồng một ký. Vụ mùa cà phê Việt Nam theo ước đoán thị trường đến nay đã thu hái chừng 10 đến 20% do mưa chỉ mới thực sự chấm dứt chừng gần 2 tuần nay. Dù trong đàn nghịch mùa hiện nay, giá thanh long đang xuống thấp. Theo nhiều thương lái, giá thanh long trong gần một tháng qua giảm mạnh. Nếu như đầu tháng 11, giá của loại trái cây xuất khẩu chủ lực này vẫn còn ở mức 18.000 đến 22.000 đồng một ký, thì đến giữa tháng 11, giá chỉ còn dưới 15.000 đồng một ký. Trong tuần qua, giá thanh long lại tụt dốc thê thảm khi chỉ bán được 5.000 đến 7.000 đồng một ký.